Rồi. Chuyên đề 6, reported speech, đây là phần câu tường thuật. Đây. Câu gián tiếp nhé, là câu dùng để thuật lại nội dung của lời nói trực tiếp. Đây. Ở đây chúng ta có một số lưu ý này. Thứ nhất là nếu động từ của mệnh đề tường thuật dùng ở hiện tại thì khi đổi sang câu gián tiếp thì chúng ta chỉ đổi ngôi và không đổi thì của động từ và trạng từ. Đấy. Thí dụ như là nói là say đi chẳng hạn, đúng không? Đấy là thì hiện tại thì chúng ta chỉ đổi, đúng không? Tiếp theo này, nếu động từ của mệnh đề tường thuật dùng ở thì quá khứ thì khi chuyển sang câu gián tiếp ta đổi ngôi thì của động từ trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn, tức là nó thường sẽ bắt đầu là set hay là thâu ấy. Thì cái trường hợp A này sẽ ít gặp các bạn nhé. Đấy, các bạn chỉ lưu ý, ví dụ các bạn nhìn thấy là he say hay he tell, đúng không? Tức là nó nguyên thể ở hiện tại luôn. Thì đây, lưu ý như này. Còn nếu như mà nó ở quá khứ thì cái này là tới 95% là các trường hợp. Đấy, lưu ý set này, thâu này, ask. Đấy, thì chúng ta phải đổi ngôi thì là trạng từ chỉ thời gian nơi chốn. Đấy, và cụ thể thì chúng ta sẽ bắt đầu. Ví dụ nhé, thay đổi ngôi thì các bạn thấy này, đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu hoặc tính từ sở hữu. Đấy, ở đây chúng ta giảng trước về lý thuyết và những cái câu thực hành nó ở phía sau, các bạn sẽ thấy rõ phần lý thuyết. Đấy, các bạn nhìn lý thuyết trước này, ở ngôi thứ nhất dựa vào chủ từ của mệnh đề tường thuật thường đổi sang ngôi thứ ba. Ví dụ I thành he, she, đúng không? Me thành him or her, my thành his, her, we thành they, us, them, our, their. Đấy. Ngôi thứ hai, đấy. Ngôi thứ hai thì ví dụ như là chủ ngữ, đại từ thì nó sẽ là you, đúng không? Tính từ sở hữu là your. Thì xét về ý nghĩa của câu và đổi cho phù hợp. Đấy. Cái này chúng ta sẽ phải dựa trên cái ý nghĩa của câu. Tiếp này, ngôi thứ ba, he, she, him, her, his, they, them, their, thì giữ nguyên, không đổi. Ok chưa? Các bạn thấy đúng không? Đấy là ngôi thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Các bạn có cần mình sẽ nói rõ hơn nhé, thế nào là ngôi thứ nhất? Ngôi thứ nhất là bạn hiểu này, tôi, đúng không? Các bạn thấy này, ai? Đấy, tôi, chúng tôi. Đấy, đấy là ngôi thứ nhất. Đấy, tôi, chúng tôi này, của tôi, của chúng tôi. Đấy là ngôi thứ nhất. Ngôi thứ hai là bạn, của bạn. Đấy. Và ngôi thứ ba là cô ấy, anh ấy, họ. Ok nhé. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ tới cái mục 25 mã. Đó là cái sự thay đổi về thì trong câu. Đây này, các bạn phải để ý này, động từ ví dụ ở trong câu direct có nghĩa là câu trực tiếp nhé. Đấy, simple present đó là thì hiện tại đơn, đúng không? Thì hiện tại đơn có nghĩa là động từ nguyên thể hoặc là chia s es. Thì sang câu gián tiếp nó sẽ chuyển thành hiện tại đơn, chuyển thành quá khứ đơn, có nghĩa là cột hai, động từ cột hai. Tiếp theo là hiện tại tiếp diễn. Này, cấu trúc amia cộng phát in này thành quá khứ tiếp diễn, was were cộng phát in. Tiếp theo hiện tại hoàn thành. Đấy, have has cộng với phân từ 2 chuyển thành quá khứ hoàn thành, have cộng phân từ 2. Tiếp theo present perfect thì các bạn thấy đây là cụm này là gì? Hiện tại hoàn thành và thêm progressive có nghĩa là hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Đấy thì trong cái phần thì thầy cũng đã giảng rồi. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì nó dùng mạnh hơn thì hiện tại hoàn thành, nó nhấn mạnh hơn ở cái tính liên tục một chút nữa. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì sẽ đảo thành quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Thì các bạn thấy nó cứ lùi thì đúng không? Tiếp theo, quá khứ đơn thì chuyển thành quá khứ hoàn thành. Rồi, quá khứ tiếp diễn thì lại đổi thành quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Đấy nhé. Simple
future nghĩa là gì? Tương lai đơn. Đấy. Tương lai đơn thì sẽ chuyển thành would cộng vào từ ngữ thể. Và tương lai tiếp diễn đấy, thì thành would be cộng would in. Tiếp theo này, kiến thức của cái phần này là khá là nặng nhé, để ý là phải học nhiều. Thay đổi về trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn. Now thành then này, here thành there, now là bây giờ đúng không? Here ở đây này, thành ở đó. This này thành that là đó. These những cái này thành those là những cái đó. Today ngày hôm nay, that day thành ngày đó. Tonight tối nay, that night ngày tối đó. Yesterday thành the day before, the previous day đúng không? Last year thành the year before, as the previous year. Tomorrow đấy, tức là ngày mai thì nó sẽ lùi thành the following day hoặc là the next day hoặc the day after. Một khi mà nó có ba cái dấu gạch này các bạn này, có nghĩa là nó sẽ đổi thành một trong ba cái này nhé. Next month thành the following month, the next month hoặc the month after. Ago thành before. Đấy. Cái chỗ bảng đại từ này thì thôi không cần thấy, chúng ta sẽ đi vào thay đổi cụ thể cho từng loại câu trong lời nói gián tiếp. Thứ nhất là câu mệnh lệnh hay là câu đề nghị. Đầu tiên là câu mệnh lệnh khẳng định. Đấy, thầy trực tiếp này, chủ ngữ cộng động từ nguyên thể. À quên, chủ ngữ nhá, cộng động từ cộng object. Đấy, hai chấm. Đấy, nó sẽ bắt đầu nó mở ngoặc kép V1. Đấy, một động từ nguyên thể cộng object. Đây này, nó khi nó ghi V1 mới là động từ nguyên thể các bạn nhé. Thầy để ý. Đấy, đấy là mệnh lệnh khẳng định đấy. Thì khi chuyển sang câu gián tiếp, chúng ta sẽ viết lại thành chủ ngữ cộng ask hoặc là thâu cộng tân ngữ cộng tu cộng V1. Đây các bạn thấy nó bôi vàng này. Bây giờ nhé, cụ thể này, chúng ta có câu he said to her, có nghĩa là anh ta nói với cô ta. Cứ trật tự đi, cảm ơn. Thì câu gián tiếp sẽ là anh ta nói với cô ta giữ trật tự đúng không? Thì he told her, thì chúng ta sẽ cần cái gì ở đây? He told her này, to đúng không? To keep silent. Đấy. Ly để bỏ nhá. Tương tự là anh ta nói cô ta giữ trật tự. Đấy là câu mệnh lệnh khẳng định. Tiếp theo câu mệnh lệnh phủ định thì cũng đơn giản thôi, cấu trúc. Đấy. Chủ ngữ cộng V object này thì nó phủ định, nó bắt đầu một cái don, don cộng V1. Thì gián tiếp nó sẽ thành là chủ ngữ cộng as hoặc thâu cộng đơn ngữ cộng not to cộng V1. Đấy, bạn chú ý cái bôi vàng nhé. Cụ thể này, the teacher said to the student, don't talk in the class. Thì cái này sẽ viết lại như thế nào các bạn? Chúng ta có chủ ngữ đúng không? The teacher, chúng ta có rồi. Chúng ta như thế nào đây? Thâu hoặc là ask đúng không? Thâu. Đấy, thâu cộng tân ngữ này. Tân ngữ là gì? The student. Not cộng to cộng V1 này. Not to đúng không? B V1. Talk in the class. Đấy, và câu gắn tiếp cho câu. Ghi vào nhá, đi các bạn nhé. Cái này tương đối là quan trọng đấy. Tiếp theo, đấy,
chúng ta sẽ có câu gì? Câu trần thuật. Đấy. Tức là một cái câu khẳng định bình thường thôi. Đấy, thì cấu trúc của một cái câu khẳng định bình thường là chủ ngữ cộng verb, cộng object, cộng với lại một mệnh đề đúng không? Một mệnh đề ví dụ này, một câu trực tiếp này, thì chúng ta nhìn này, Tom said, want to visit, đúng không? My friend this weekend, thì câu này chủ ngữ cộng thâu hoặc set đúng không? Có thể có giáp này. Và bạn chú ý này, set to thì nó sẽ thành thâu luôn nhé. Nếu mà cái này nó có set to ấy, thì nó thành thâu nhé. Còn ở đây vẫn là set. Set giáp đúng không? Thì câu này viết như nào các bạn? Chúng ta cùng xem này. Chúng ta nhìn cái bảng ở phía bên trên. Ai là ngôi thứ nhất? Đấy, sẽ đổi thành cái gì? Cái ngôi thứ nhất nó sẽ đổi thành he hoặc she. Chúng ta xem. He said to me, I'm going. Có nghĩa là cô ấy thì ở đây ai chính là cô ấy đấy. She. Kể lại mà. À, hiện tại tiếp diễn. Was going. Thì quá khứ tiếp diễn. Bực thế nhỉ? Đây là tu Đà Lạt. Đà Lạt. Next summer thì là như nào? Next thành verb following. Ghi lại nhé. Following summer. Để dịch lại này. Cô ấy nói với tôi. Tôi định đi Đà Lạt vào hè tới. Câu gián tiếp. Cô ấy kể tôi rằng cô ấy sẽ đi Đà Lạt vào mùa hè tới. Được chưa? Đấy thì hiện tại tiếp diễn lùi quá khứ tiếp diễn rất là rõ ràng. Next and the following, các bạn nhớ nhé, next and the following nhé. Còn từ last đấy, thì sẽ thành the previous, nhớ như thế. Ở trong cái bảng ấy chúng ta có hết rồi. Tiếp theo này, câu hỏi just now có nghĩa là câu hỏi nghi vấn đúng không? Câu hỏi nghi vấn thì nó sẽ bắt đầu là chủ ngữ động từ đúng không? Đấy, cộng với tân ngữ có thể có thì nó sẽ là trợ từ này cộng chủ ngữ cộng V1 cộng object thì sẽ viết lại thành chủ ngữ cộng as cộng object if hoặc whether này cộng chủ ngữ cộng verb cộng object. Ví dụ nhé, cụ thể này, các bạn nhìn, he asked, anh đã hỏi, have you ever been to Japan, Mary? Bạn đã từng tới Nhật chưa hả Mary? Đấy, bây giờ câu trần thuật của chúng ta sẽ như thế nào? He asked Mary, đúng không? If hoặc whether, if. Đấy, thì bây giờ chúng ta không thể viết câu hỏi là chủ ngữ, đúng không? Bây giờ xác định chủ ngữ you thành gì? Thì cái ngôi thứ hai, các bạn xem lại cái bảng quy tắc ở bên trên. Cái ngôi thứ hai phải dựa trên văn cảnh, ngữ cảnh, đúng không? Thì ở đây bạn thấy là bạn đã từng đến Mary chưa? À, đến đã từng đến Nhật chưa Mary? Mary ở đây là con gái đúng không? Thì you sẽ thành she. If she này. Đây hiện tại hoàn thành này. Have đúng không? Thì phải lùi đến quá khứ hoàn thành là gì? Have. Have been to Japan. Ghi vào. Ghi vào nhé. Đấy. Câu tiếp theo. Tối qua bạn có đi ra ngoài không Tân? Tôi hỏi Tân. Tối qua bạn đi ra ngoài không? Thì tôi hỏi Tân rằng tối qua anh ta có đi ngoài, ra ngoài không này. If you ở đây thành he đúng không? Tân con trai he. Đấy. Ở đây chúng ta có thể quá khứ đơn đúng không? Nhìn chữ Đức chúng ta biết quá khứ đơn thì chuyển thành quá khứ hoàn thành, lùi thành quá khứ hoàn thành là hết. Hết gone. Câu thứ hai, go, when, gone. Out.
Last thì lúc nãy thầy nói gì? The previous, đúng không? Này. Đấy. Chủ đề này tập trung rồi nhé. Ok chưa? Các bạn được ghi vào nhé. Cái này thì cũng đã được ghi lại rồi. Bài giảng này ghi lại nhưng mà cũng nên ghi vào. Tiếp theo là câu hỏi. Có từ để hỏi. Có nghĩa là WH question. Từ để hỏi thì chúng ta biết. Như là những từ như là what, why, when, where, with it. Đúng không? Thì cấu trúc của nó trực tiếp chủ ngữ cộng động từ cộng tân ngữ. Từ để hỏi cộng trợ động từ cộng chủ ngữ V1 object. Thì sang câu gián tiếp sẽ là chủ ngữ cộng as cộng tân ngữ cộng từ để hỏi cộng chủ ngữ cộng động từ cộng object cụ thể nhé. Đây, may quá còn một cái này nữa hết nè. How long are you waiting for the bus? He asked me. Anh ta hỏi tôi. Này, bạn đợi xe buýt bao lâu rồi? Này, anh ta có hỏi tôi rằng tôi đợi xe buýt trong bao lâu đúng không? Đấy sẽ là câu gián tiếp thì chúng ta sẽ viết thế nào? Đây các bạn xoay vào mi có rồi nhé, đến object có rồi, từ để hỏi này. Từ để hỏi đây là gì? How long. Cộng cái gì? Cộng chủ ngữ là gì? You. You ở đây là gì? Là tôi đúng không? Đấy các bạn thấy lần này nhé, dịch văn cảnh thì cái ngôi thứ hai thấy you đây đang hỏi tôi. How long I? Are you waiting? Hiện tại tiếp diễn thì lùi thành gì? Quá khứ tiếp diễn. I was waiting. Đấy, I was waiting for the bus. Tập trung vào nhé. Đấy. Ok, trên đây là những cái lý thuyết căn bản nhất của lời nói trực tiếp và gián tiếp.